Trên du thuyền 5 sao Sài Gòn, Hà Hồ đã thu hút không ít công chúng khi xuất hiện lộng lẫy xinh đẹp. Nữ hoàng giải trí vẫn chứng tỏ đẳng cấp của mình khi diện lên người bộ cánh ôm sát gợi cảm, khoe chọn đường cong và vóc dáng chuẩn chỉnh đáng mơ ước. Bên cạnh đó, cô cũng chọn loại make up sang chảnh nổi bật với màu son đỏ đặc trưng. Ngoài sự góp mặt của Kim Lý, người đã cùng cô sống đôi trong tất cả những sự kiện quan trọng, thì buổi tiệc chanh xã của Hà Hồ còn có sự tham gia của Hoa hậu Hương Giang. Chính vì có sự xuất hiện của những người bạn, người thân quan trọng trong ngày vui như Kim Lý, Hương Giang, Quang Trung, Hà Hồ tỏ ra vô cùng xúc động, cô chia sẻ chân thành. Hà vẫn rất hạnh phúc khi mọi người đều đến đông đủ và gửi lời chúc bằng những tình cảm chân thành, đó là điều mà Hà luôn trân quý. Đặc biệt hơn, giọng ca vẻ đẹp 4.0 còn gửi lời cảm ơn đến Lâm Thành Kim, CEO của MOI Cosmetics, người đã đồng hành cùng cô tạo nên bước ngoặt kinh doanh dòng mỹ phẩm son môi thành công và được nhiều người biết đến. Được biết, sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là buổi tiệc sinh nhật, mà còn là dịp để mừng MOI Cosmetics, thương hiệu mỹ phẩm có Hà Hồ làm giám đốc sáng tạo, ra mắt bộ sản phẩm đẹp long lanh, dành riêng cho mùa lễ hội. Cũng trong sự kiện, những cô gái là đại lý giúp MOI đến gần hơn với phụ nữ Việt cũng được vinh danh. Điều này càng khiến thông điệp lan tỏa vẻ đẹp hiện đại, thúc đẩy sự tự tin và hạnh phúc được lan tỏa hơn bao giờ hết.